Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về ấp Tân Lực 1, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà một trệt, một lầu có tổng diện tích là 103,5 m². Trên thổ đất căn nhà có 75,6 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga quốc lộ 1A chợ Tân Hiệp khoảng là 400 m. Con đường này rộng khoảng là 2,5 m. Anh chị di chuyển là đường ô tô khoảng 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ga quốc lộ 1A ngay chỗ chợ đêm Tân Hiệp khoảng là 300 m. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Tân Hiệp, ủy ban, trường cấp 1, trường cấp 2, thế giới di động. Mình cách khoảng 300 m nha anh chị. Ở đây thì gia chủ xây cất hết diện tích luôn anh chị. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm ha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà này hơn, để cô chú anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Phía trước thì gia chủ làm cổng rào rất là đẹp luôn anh chị. Phía trên thì đang trồng một số hoa. Cổng rào thì gia chủ làm bằng sắt nha anh chị. Phía trên thì gia chủ làm một tấm luôn anh chị và đổ sàn luôn. Sàn của mình thì gia chủ đổ là 142 m anh chị. Chủ quyền nhà là đầy đủ luôn nha anh chị. Ở đây thì điện nước gia chủ thì cũng đã vô sẵn. Ở về thì anh chị cô chú mình mua là anh chị mình ở luôn nha. Và đặc biệt hơn thì gia chủ sẽ tặng toàn bộ nội thất bên trong cho anh chị luôn. Ở đây thì gia chủ làm hai cửa cổng nha anh chị. Ở bên đây là cổng chính, còn bên đây thì có một cổng phụ nữa anh chị. Đó, chị thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Anh chị cô chú mình mua về để nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha anh chị. Ở đây thì mình rất là gần chợ Tân Hiệp, quốc lộ 1A và tiện ích mình cách chỉ 300 m thôi anh chị. Cửa của mình thì gia chủ làm cửa bằng thau lao luôn anh chị. Ở dưới nền thì gia chủ đều lót gạch hết luôn. Ở không gian mặt tiền của mình thì gia chủ lót cho đến mít trên luôn nha anh chị. Ở đây thì mình có không gian phòng khách. Ở bên đây thì mình có bộ ghế sinh pha. Ở đây thì gia chủ sẽ tặng toàn bộ nội thất cho anh chị luôn ha. Nó căn nhà của mình thì rất là đẹp luôn anh chị. Phía trên thì gia chủ đổ sàn cho anh chị luôn, rất là kiên cố luôn anh chị. Để em mở la bàn lên để anh chị mình xem đất và nhà của mình quay về hướng nào nha. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng Tây Bắc. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho
anh chị di chuyển về đây khoảng 10 km, từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 50 km là anh chị tới nha. Ở phía trước thì gia chủ có thiết kế bức tranh anh chị, mai vàng tài lộc rất là đẹp luôn anh chị ha. Cửa này thì gia chủ dùng cửa cây nha anh chị, thao lao rất là tốt luôn. Ở đây thì anh chị cô chú mình sử dụng nước là nước máy nha anh chị. Ở phía trước thì lót gạch nền. Ở phía trước thì mình có một cái hàng dừa ở kế bên anh chị, ở tạo cho một không gian căn nhà của mình rất là mát luôn. Ở đây thì chủ có thiết kế một bóng đèn chùm rất là đẹp luôn anh chị ha. Căn nhà của mình thì em quay bên trong á, những gì á thì gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị luôn. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ 350 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Ở đây thì gia chủ làm cái tay cầm cầu thang đi lên anh chị là gỗ căm xe luôn anh chị. Ở đây thì mình có kệ nè anh chị, mình đựng bông đẹp tuyệt vời luôn anh chị ha. Đó, mình có một cái bức tranh ngay chỗ phòng khách thuận buồm xuôi gió luôn nha anh chị. Cầu thang này thì gia chủ cũng làm cảm ứng luôn nha anh chị. Để em đụng vô cho anh chị mình xem ha. Đó, chị thấy không? Cầu thang của mình mà chỉ bước giờ lên thôi là cầu thang của mình sẽ tự cháy luôn nha anh chị. Trước tiên thì em sẽ quay bên dưới để anh chị mình xem và tham khảo trước ha. Chút xíu em sẽ di chuyển lên lầu để cho anh chị mình xem cụ thể hơn. Dưới nằm thì gia chủ lót gạch ống kiến nha anh chị, rất là đẹp luôn á. Ở đây là bên trong phòng ngủ của mình, bên trong thì cũng lót gạch hết anh chị. Trên trần thì gia chủ đã đổ sàn rồi. Nó căn nhà của mình thì rất là kiên cố luôn. Ở bên trong thì mình có giường, ở bên đây thì có tủ đựng đồ, và bên đây thì mình có một cái bàn để anh chị mình trang điểm luôn, cảm ứng luôn anh chị. Đó, cửa bên hông thì cửa xin pha nha anh chị, mình có màn cửa đầy đủ hết và có máy lạnh luôn anh chị. Ở những gì em quay trong video thì gia chủ sẽ để lại cho anh chị tất cả luôn nha. Ở bàn trang điểm của mình em thấy thì cũng rất là đẹp luôn anh chị nha. Còn bên hông thì khoảng cách đều có bức tranh rất là đẹp luôn anh chị. Giá bán chỉ 2 tỷ 350 triệu thôi. Giá này thì em thấy cũng rất là phù hợp luôn nha anh chị. Còn khu vực này thì mình có bàn ăn và kệ bếp đầy đủ hết luôn. Ở bên đây thì mình có một cái tủ lạnh nè. Ở đây thì mình có máy rửa chén, nước nóng, nước lạnh luôn anh chị. Còn đây thì mình có một cái bình nước aqua. Đó, gia chủ thì có nói toàn bộ hệ thống đây xài nước nóng hết luôn nha anh chị. Đó, còn thiết kế bên đây 3D ngay chỗ phòng bếp của mình đẹp tuyệt vời luôn anh chị nha. Ở đây thì mình có một cái bàn ăn, buổi chiều thì anh chị mình sum họp gia đình bên khu vực này.
Còn khu vực này là nhà vệ sinh và phòng tắm của mình. Ở đây thì mình có máy giặt nè, bồn rửa tay anh chị. Ở đây là phòng vệ sinh của mình. Dưới nền thì gia chủ đã lót gạch và lót cho đến phía trên luôn nha anh chị. Ở đây thì mình có máy nước nóng, nước lạnh luôn. Ở đây thì cũng cảm biến luôn nha anh chị. Rất là đẹp luôn nha. Phía sau thì gia chủ có làm một cái hàng sắt bên hông để anh chị cô chú mình có thể phơi đồ khu vực này ha. Đất và nhà của mình thì không gần màu mã nha anh chị. Ở xung quanh đây thì em thấy nhà rất là nhiều, và phía sau thì mình có một cái vườn dừa nè, nên căn nhà của mình nằm ở khu vực này rất là mát mẻ để cho anh chị cô chú mình mua để nghỉ dưỡng nha anh chị. Một ngày mới em cũng kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Anh chị nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Toàn bộ cửa này là gia chủ dùng gỗ là căm xe và thao lao thôi nha anh chị. Bên tường thì gia chủ cũng ép gỗ hết luôn, nên căn nhà của mình rất là khang trang và rất là đẹp luôn anh chị. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để em quay thật là chi tiết. Anh chị mình ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha anh chị. Ở kệ bếp của mình thì gia chủ cũng lót gạch hết luôn. Phía trên thì mình có một cái kệ bếp. Ở đây thì mình có một cái lò sưởi nha anh chị. Ở đây thì bếp mình có sẵn luôn. Căn nhà này thì gia chủ hoàn thiện là 100% luôn nha anh chị. Nó chỉ việc là anh chị mình mua về là anh chị mình ở thôi. Anh chị mình khỏi cần làm gì luôn nha. Ở đây thì mình có một cái đồng hồ nè anh chị. Rất là đẹp luôn nha. Ở đây thì mình có một cái tủ lạnh là 500 lít luôn nha anh chị. Nó gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị cô chú mình hết luôn. Ở bên đây thì mình có một cái nước rửa chén. Bình nóng lạnh Ava. Phía trước phòng khách mình thì có tivi và bộ ghế sofa luôn anh chị, đầy đủ hết. Bên dưới thì chỉ có một phòng ngủ thôi nha anh chị. Đó, em quay lại cho anh chị mình xem ha. Giá bán là 2 tỷ 350 triệu nha anh chị. Đó, cầu thang của mình tự động luôn nè. Bên dưới thì gia chủ có làm một cái kho nhỏ nhỏ để anh chị mình đựng đồ ở dưới cầu thang này nè anh chị. Tay cầm của mình là gỗ căm xe nha anh chị. Mình có kính khoảng 14 ly. Mình bước lên đây thì có một cái cây cảnh nè, rất là đẹp, và một bức tranh. Bên đây thì gia chủ cũng tạo một cái dấu nhấn nè anh chị, rất là đẹp luôn. Dịp mình vừa bước lên cầu thang thì anh chị mình thấy một trụ bông ha.
Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch bóng kiến hết luôn nha anh chị. Và trên đây thì mình có một cái bộ ghế để anh chị mình nằm, anh chị mình nghỉ ngơi. Anh chị mình có thể tập thể dục trên đây luôn. Ở trên đây thì mình có một cái tivi nè anh chị, và một bộ ghế. Ở trên trần thì mình có chùm đèn và có quạt đầy đủ hết anh chị. Ở cửa này là cửa sinh pha nha anh chị. Ở bên đây thì mình có một cái bộ bàn để anh chị mình có thể buổi chiều anh chị mình ra đây mình uống cà phê là tuyệt vời luôn nha. Ở trên mí cổng của mình thì gia chủ cũng trồng một số bông nè anh chị, rất là đẹp luôn. Ở đây thì khu dân cư nhà cửa ở rất là đông, phù hợp để anh chị cô chú mình mua về nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Ở phía trên thì gia chủ làm một cái chùm nho dấu nhấn rất là đẹp luôn anh chị. Đây là căn phòng thứ hai của mình. Bên trong thì cũng lót gạch hết luôn. Và mình có một bộ giường và tủ đựng quần áo. Ở trên trần thì đóng thạch cao hết luôn nha anh chị. Và mỗi phòng đều có máy lạnh hết luôn. Và một cái đồng hồ để anh chị mình treo tường. Ở căn nhà của mình thì em thấy cửa sổ rất là nhiều luôn nha anh chị, nên căn nhà của mình rất là thoáng và rất là đẹp luôn. Anh chị mình lấy gió ra vào rất là tốt luôn anh chị. Ở đây là căn phòng thứ ba của mình. Bên trong thì cũng lót gạch hết luôn anh chị. Và mình có bộ giường, tủ quần áo. Ở trên trần thì đóng thạch cao. Ở đây thì mình có một bộ bàn để anh chị mình trang điểm. Mỗi phòng thì đều có đồng hồ hết luôn anh chị nha. Ở đây thì căn nhà của mình thổ cư chủ quyền nhà là đầy đủ nha anh chị. Diện tích sàn của mình là 142 m. Thổ cư thì 75,6 m. Nó còn khu vực này là nhà vệ sinh. Ở bên trong thì mình có bồn để anh chị mình rửa tay và trang điểm luôn. Ở bên trong thì mình có bồn để anh chị mình tắm luôn nè anh chị. Ở phía sau thì mình có một cái hàng dừa rất là đẹp luôn. Không gian này thì rất là thoáng nha anh chị. Để em di chuyển một lần nữa để anh chị mình tham quan nha. Ở đây thì căn nhà của mình có 3 phòng ngủ nha anh chị.
Nó cầu thang của mình là cầu thang cảm ứng luôn. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà của mình. Anh chị mình ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo.